Sáng nay 15 tháng 8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Lào Cai năm 2024. Dự khai mạc có đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham gia hội thi, 18 thí sinh đến từ 9 huyện thị xã thành phố lần lượt trải qua 3 phần thi: thi giáo án, thi giảng trực tiếp và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung thi tập trung vào các chương trình sơ cấp lý luận chính trị, học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới, bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cơ sở, chuyên đề chủ nghĩa yêu nước, chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi là dịp để đội ngũ giảng viên tại các trung tâm chính trị cấp huyện có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng giảng dạy, tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Dự kiến chiều 16 tháng 8, hội thi sẽ tiến hành tổng kết và trao giải cho các thí sinh.